Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết. Sau đây là tin áp thấp nhiệt đới khẩn cấp. Thưa quý vị và các bạn, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách Khánh Hòa khoảng 360 km, cách Ninh Thuận khoảng 340 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Dự báo trong ngày hôm nay, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm. Trên vùng biển các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 tới cấp 7. Tuy nhiên, áp thấp nhiệt đới ít có khả năng mạnh thành bão số 9. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8. Trong 24 tới 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, đi vào khu vực từ Khánh Hòa tới Bình Thuận. Sức gió suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Nam Tây Nguyên. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới trong ngày hôm nay, trên vùng biển phía Tây khu vực giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Tây của khu vực quần đảo Trường Sa, có gió mạnh cấp 6 sau tăng lên cấp 7 giật cấp 9, sóng biển cao từ 2-4 m, biển động rất mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2-4 m, biển động. Trên vùng biển từ Bình Định tới Ninh Thuận có gió mạnh dần lên cấp 6 tới cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, sóng biển cao từ 2-4 m, biển động. Còn trên đất liền, từ chiều nay, trên khu vực ven biển từ Bình Định tới Ninh Thuận cũng có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Về tình hình mưa lớn, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới nên từ chiều tới ngày 27 tháng 10, khu vực từ Thanh Hóa cho tới Bình Thuận, Tây Nguyên và miền đông của Nam Bộ sẽ có mưa to đến rất to. Mưa lớn đã xảy ra liên tiếp trong những ngày qua ở miền Trung, giờ lại tiếp tục mưa lớn trong những ngày tới. Do vậy, người dân các khu vực này cần đề phòng với nguy cơ xảy ra ngập úng cục bộ, sạt lở và trơn trượt vùng trũng thấp ven sông khi có mưa lớn xảy ra. Từ ngày 27 tới ngày 30 tháng 10, khu vực Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ cũng sẽ có mưa to, có nơi mưa rất to, do ảnh hưởng của không khí lạnh và nhiễu động gió đông.